Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 2, My House. Và bài học hôm nay chúng ta cùng đến với hai phần, đó là phần Skill 2, tập trung vào 4 mục liên quan đến kỹ năng nghe, và cuối cùng là Looking Back, là phần ôn tập các em nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với Skill 2. Listening. 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Ở phần 1, em sẽ nhìn vào những bức tranh. Hãy kể tên từng bức tranh và đoán liệu là chúng có được đề cập đến trong bài nghe hay không. Thì ở đây chúng ta có thể suy đoán là tất cả có thể là đây là những vật dụng, những cái furniture, đồ nội thất ở trong phòng hoặc là những cái thành phần ở trong một cái phòng của chúng ta, thì khả năng là tất cả chúng đều có thể xuất hiện. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến tên của các đồ vật các em nhé. Number one, bookshelf, giá sách. Bookshelf. Number two, đây là chiếc ghế sofa. Sofa. Number three, desk, cái bàn. Number four, clock, cái đồng hồ treo tường. Và cuối cùng number five, window là cái cửa sổ các em nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe xem là có những từ nào sẽ xuất hiện trong bài. Unit 2, My House, page 23, Skills 2, Listening. Activity 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Now listen and check your guesses. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house. A living room, a kitchen, 2 bedrooms and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Các em đã nghe xong, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 4 vật dụng xuất hiện trong phòng của bạn nữ trong bài nghe đúng không nào các em? Đó là những vật dụng sau: bookshelf, desk, clock and window. Còn trong phòng của bạn sẽ không có sofa mà thay vào đó là một chiếc ghế ngồi bình thường, chair. Ok, chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo các em nhé. 2. Listen to Mai talking about her house. Tick, true or false? Ở phần này, em hãy lắng nghe Mai nói về ngôi nhà của bạn ấy. Hãy tick chữ T nếu mà câu thông tin đó đúng, hoặc chữ F nếu mà thông tin đó sai. Ở đây chúng ta sẽ khai thác các thông tin em nhé. Number 1. There are 4 people in my family. Có 4 người trong gia đình của Mai. Number 2. My house has 7 rooms. Nhà của Mai có 7 phòng. Number 3. The living room is next to the kitchen. Cái phòng khách thì ở bên cạnh phòng bếp. Number 4. In a bedroom, there's a clock on the wall. Trong phòng ngủ của cô ấy có một cái đồng hồ treo tường. Number 5. She often listens to music in her bedroom. Cô ấy thường nghe nhạc trong phòng của cô ấy. Vậy chúng ta hãy cùng nghe lại xem thông tin mà đề bài đưa ra là đúng hay sai các em nhé. Unit 2, My House, page 23, Skills 2, Listening. Activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick T, true, or F, false. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house. A living room,
a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Các em đã nghe xong, vậy chúng ta cùng kiểm tra xem đáp án của chúng ta như thế nào nhé. Ở câu số 1, ở đây bạn ấy chỉ nói là bạn Mai, bạn ấy sống cùng với bố mẹ thôi. Vậy trong gia đình của bạn ấy sẽ có 3 người là Mai và bố mẹ của bạn đó. Vậy chúng ta sẽ tích câu này là for và chúng ta sửa lại như sau. There are 3 people, có 3 người. Number 2, nhà của Mai thì có 7 phòng. Ở đây chúng ta thấy bạn chỉ đề cập đến là có 6 phòng thôi. There are 6 rooms in our house, a living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. Có 6 phòng thôi đúng không nào các em? Vậy chúng ta sẽ tích là F và there are 6 rooms. Number 3, the living room is next to the kitchen. Bếp phòng khách thì ở bên cạnh phòng bếp, 2. Number 4, in her bedroom, there's clock on the wall. Trong phòng ngủ của cô ấy có một cái đồng hồ treo tường, 2. Number 5, she often listens to music in her bedroom. Cô ấy thường nghe nhạc trong phòng ngủ của cô ấy. Thông tin này của chúng ta là sai, bởi vì ở cuối bài bạn đã đề cập đến thông tin như sau. I often read books in my bedroom. Tôi thường đọc sách trong phòng ngủ của tôi. Vậy thì các em hãy cùng sửa lại những cái thông tin mà mình sai, các em nhé. Writing 3. Answer the questions. Ở phần này, em sẽ được tập trung vào kỹ năng viết và cụ thể ở đây sẽ là trả lời các câu hỏi. Number 1, where do you live? Em sống ở đâu? I live in a small townhouse in Hà Nội. Tôi sống hoặc là em sống trong một ngôi nhà thành phố nhỏ ở Hà Nội. Thì ở đây chúng ta sẽ cần tìm địa điểm mình sống. Thì đầu tiên là mình sẽ đề cập đến là mình sống trong một loại nhà nào và địa điểm là ở đâu các em nhé. Number 2, how many rooms are there in your house? Có bao nhiêu phòng ở trong nhà của em? What are they? Thì mình sẽ trả lời số phòng trước và sau đó là mình đề cập đến liệt kê phòng cụ thể là gì nhé. There are 5 rooms, a living room, a kitchen, 2 bedrooms, and a bathroom. Có 5 phòng, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Number 3, which room do you like the best in your house? Why? Phòng nào em thích nhất ở trong nhà của em và tại sao? Thì em sẽ đưa ra cái thông tin mà phòng mà em thích và đưa ra lý do nhé. My favorite room is my bedroom. It is very cozy. Cái phòng ưa thích của tôi là phòng ngủ. Nó rất là ấm áp. Chúng ta có từ cozy là ấm áp. 4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in 3. Ở phần này, em sẽ có nhiệm vụ viết một bức thư cho Mira, bạn qua thư của em. Hãy nói với bạn đó về nhà của em, sử dụng những đáp án, câu trả lời cho những câu hỏi bài tập số 3. Đây là gợi ý của bức thư. Một bức thư thì chúng ta trước khi viết chúng ta sẽ lên outline là dàn bài. Dàn bài của một bức thư thì chúng ta sẽ có một email. Email thì chúng ta sẽ có lời mở đầu này, lời chào này, lời mở đầu. Lời mở đầu thì em sẽ đưa ra lời cảm ơn và mục đích viết thư. Em sẽ viết như sau. Thanks for your email. Now, I'll tell you about my house. Cảm ơn về bức thư của bạn, bức email của bạn. Bây giờ, tớ sẽ kể về nhà của tớ nhé. To body, ở đây là phần thân bài. Phần thân bài mình sẽ đưa ra các thông tin. Place of living, nơi sống. Number of rooms, names of room, số lượng phòng và tên phòng. Your favorite room and reasons, cái phòng ưa thích và lý do. Và cuối cùng là phần kết thư, closing. Closing của chúng ta sẽ có các cái câu hỏi, ví dụ what about you, where do you live, tell me in your next email. Thì con cậu thì sao, cậu sống ở đâu, hãy nói về tờ những thông tin của cậu vào cái bức email tiếp theo nhé. All the best, tức là thân mến, là lời kết thư.
Em có thể sử dụng những cái ngôn ngữ, những cái từ, cụm từ rất là hữu ích, cấu trúc như sau. There is sẽ cộng danh từ đếm được số ít. There are cộng danh từ đếm được số nhiều. Next to, between, under, on, in, behind là các giới từ để chúng ta mô tả các cái vật dụng trong phòng. I live in, tôi sống ở đâu? My favorite room is, cái phòng ưa thích của tôi là gì? Chúng ta cùng đến với format của cái một bức email. Chúng ta sẽ có nhận tới người gửi, người nhận là ai này. Chúng ta sẽ có từ to, địa chỉ email và chủ đề. Và chúng ta sẽ lắp ráp cái outline, tức là cái dàn ý mà chúng ta vừa mới đi sơ lược qua để lắp ráp vào nội dung bức email các em nhé. Và đây là gợi ý của cô. Hi Mirror, thanks for the email. Now, I'll tell you about my house. I live in a small townhouse in Hanoi. There are 5 rooms, a living room, a kitchen, 2 bedrooms, and a bathroom. My favorite room is my bedroom. It's very cozy. There is a big window, a small bed, a desk, and a chair. What about you? Where do you live? Tell me in your email. All the best. Mira thân mến, cảm ơn về bức thư của cậu. Bây giờ tớ sẽ viết về nhà của tớ. Tớ sống ở trong một cái ngôi nhà phố nhỏ ở Hà Nội. Có 5 phòng, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Cái phòng ưa thích của tớ là phòng ngủ của tớ. Nó rất là ấm áp, có một cái cửa sổ to, một cái giường nhỏ, một cái bàn và một cái ghế. Thế còn cậu thì sao? Cậu sống ở đâu? Hãy kể cho tớ trong bức email tiếp theo của cậu nhé. Thân mến. Phần skill 2 của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần looking back, là phần ôn tập lại các em nhé. Vocabulary. Từ vựng. 1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group. Ở phần này em sẽ sắp xếp các từ vào cái nhóm thích hợp của chúng. Hãy thêm một từ mới vào mỗi nhóm các em nhé. Mỗi nhóm chúng ta có thể thêm một từ mới. Vậy đầu tiên chúng ta hãy đi một lượt các từ. Đây đều là các danh từ. Nó có thể nói về types of house, các loại nhà, các kiểu nhà, rooms, các phòng, hoặc là furniture. Furniture ở đây là các cái đồ nội thất nhé. Chúng ta cùng ôn tập kitchen, 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 bếp, bedroom, 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 phòng ngủ, dishwasher, dishwasher, máy rửa bát, country house, country house, nhà ở nông thôn, sink, sink, cái bồn rửa, fridge, 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 tủ lạnh, townhouse, 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 nhà phố, chest of drawers, tủ có ngăn kéo, kéo ra kéo vào. Flat, flat, căn hộ, bathroom, bathroom, phòng tắm, cupboard, cupboard, tủ đựng chén bát, living room, living room, phòng khách. Vậy chúng ta hãy cùng sắp xếp nhé. Đầu tiên chúng ta có từ kitchen, kitchen là phòng, chúng ta sẽ đưa vào rooms. Bedroom, tương tự, dishwasher, máy rửa chén bát, furniture, country house, loại nhà, nhà nông thôn, sink, furniture là bồn rửa, fridge, furniture, townhouse là loại nhà, chest of drawers, tủ đựng chén, tủ có ngăn kéo ra kéo vào, đó là furniture, flat, căn hộ, loại nhà, bathroom, phòng tắm, rooms, cupboard, furniture, and living room, rooms. Bây giờ chúng ta hãy thêm mỗi loại một mỗi cột một từ nữa các em nhé. Chúng ta sẽ có filler, biệt thự. Chúng ta sẽ có dining room, phòng ăn chẳng hạn. Furniture, furniture chúng ta có thêm là desk, ok. Two. Complete the second sentence with the correct possessive form.
Ở phần này em hãy hoàn thành câu số 2 với cái dạng sở hữu cách đúng. Chúng ta cùng ôn tập lại về sở hữu cách. Sở hữu cách là khi chúng ta có hai danh từ đứng liền nhau và danh từ đứng trước là danh từ số ít thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy S để ngăn cách biểu thị sự sở hữu. Ví dụ trong câu 1 chúng ta cùng đến với ví dụ và câu chữa bài luôn. Number 1. My teacher has a house next to our house. Cô giáo của tôi có một ngôi nhà bên cạnh nhà của chúng tôi. Vậy chúng ta sẽ viết lại là our house is next to my teacher's house. Nhà của chúng tôi thì ở bên cạnh nhà của cô giáo của chúng tôi. Vậy nhà của cô giáo của chúng tôi, chữ teacher sẽ ở gần chữ house. Mình sẽ dùng phẩy S giữa teacher, phẩy S sau the teacher để nói sở hữu cách, ý là ngôi nhà này là của cô giáo của bạn nhé. Vậy chúng ta sẽ dùng teachers. Tương tự number 2, my brother has a TV. Anh trai của tôi có một cái TV. This is my brother's TV. Đây là cái TV của anh trai của tôi. Number 3, Eleanor has a big bookshelf in her bedroom. Elena có một cái giá sách to ở trong phòng ngủ của cô ấy. Vậy thì mình sẽ viết lại có một cái giá sách to trong phòng ngủ của Elena. There's a big bookshelf in Eleanor's bedroom. Number 4, my grandfather likes the kitchen the best. Ông của tôi thì thích cái bếp nhất. Chúng ta sẽ viết lại the kitchen in my grandfather's favorite room. Cái bếp này là cái phòng ưa thích của ông tôi. Number 5, cái bếp là phòng ưa thích của ông tôi. Number 5, my aunt has a daughter V. Cô của tôi có một người cháu con, cô của tôi có một người con gái tên là V. Vậy thì tôi là chị em họ của V hoặc anh em họ của V, đúng là họ hàng của V. Chúng ta sẽ viết lại là I'm V's cousin. 3. Make sentences. Use prepositions of place. Ở phần này em sẽ cần tạo một câu đầy đủ, hãy sử dụng những giới từ để chỉ địa điểm, những giới từ chỉ địa điểm. Ở câu số 1 chúng ta thấy là chú mèo đang ở trên bàn. Vậy chúng ta sẽ viết câu đầy đủ gồm chủ ngữ, tất cả chủ ngữ thì đề bài đã cho mình rồi. Mình sẽ bổ sung thêm động từ to be, giới từ và cái vị trí của cái chủ ngữ đó các em nhé. Ví dụ the cart is on the table. Chú mèo ở trên bàn. Number 2, chú chó thì ở đằng trước ngôi nhà của nó, thì chúng ta sẽ viết lại như sau. The dog is in front of the dog house. Chú chó thì ở phía trước cái chuồng. Number 3, chú mèo thì ở giữa cái ghế sofa và cái giá sách. Chúng ta sẽ viết lại như sau. The cart is between the bookshelf and the sofa. Chú mèo thì ở giữa ghế sofa và giá sách hoặc là ngược lại. Number 4, chú mèo thì ở đằng sau cái máy tính. The cart is behind the computer. Chú mèo thì ở đằng sau chiếc máy tính. Number 5, bạn gái thì đang ngồi trên ghế sofa. Chúng ta sẽ viết lại. The girl is on the sofa. Number 6, bạn trai thì đứng bên cạnh ghế sofa. Chúng ta sẽ viết như sau. The boy is next to the sofa. Four. Write three sentences to describe your favorite room in your house. Write the sentences in your notebook. Ở phần này em sẽ viết ba câu để mô tả phòng ưa thích của em trong nhà. Hãy viết những câu này vào trong vở nhé. Ở đây là một căn phòng minh họa và chúng ta sẽ dựa vào bức tranh minh họa này để viết thêm hai câu nữa các anh nhé. There's a big bed next to the door. Có một cái giường lớn ở bên cạnh cửa sổ. Vậy chúng ta sẽ viết tiếp là có một bức tranh rất là đẹp treo ở trên tường chẳng hạn. There's a nice picture on the wall. Và một câu nữa đó là có một cái chậu cây, đúng không nào? Hoặc là chúng ta sẽ viết cái thông tin nào mà dễ hơn, ví dụ là có hai cái đèn ở đây. Cô đang nhìn là hai cái đèn các em ạ. Cô nhìn thấy có hai cái đèn ở trên chiếc
Có thể đây là chiếc bàn, cô nhìn đây là chiếc bàn hoặc chiếc ghế. Chúng ta sẽ dùng là chiếc ghế đi. Có một cái chậu cây ở trên một chiếc ghế đi. Hoặc là có một chậu cây ở bên cạnh giường. Chúng ta sẽ viết lại nhé. There's a plant on the chair. Là cái kệ cũng được các em nhé. Cái kệ thì đúng hơn. On hoặc là chair. Hoặc là desk, cái bàn nhỏ. On a small desk. On the small desk. Trên một cái bàn nhỏ nhỏ. Ok. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Những kiến thức rất thú vị giúp em có thể giới thiệu được ngôi nhà của mình với tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới nhé.